Vâng, Thanh Nguyên xin kính chào tất cả quý vị, các cô chú chị đang xem kênh Thanh Nguyên Vlog. Buổi sáng ngày hôm nay thì Thanh Nguyên muốn gửi đến cô chú chị một số những nguồn thông tin mà mấy ngày hôm nay rất nổi trội trên nền tảng mạng xã hội liên quan đến câu chuyện mà của luật sư Trần Quốc Vũ cũng như là Jimmy Huỳnh, và cho chúng ta thấy một trong những âm mưu của những thế lực đằng sau sau những câu chuyện drama. Thì đầu tiên Thanh Nguyên xin được chia sẻ gửi đến cô chú chị một cái thông tin gần đây của Jimmy Huỳnh cũng như là luật sư Trần Quốc Vũ, cho chúng ta được thấy đó, trong cái giai đoạn này hai nhân vật mà có sức ảnh hưởng cực kỳ lớn, đó là luật sư Trần Quốc Vũ cũng như là thầy giáo Jimmy Huỳnh, trong những hai người có một trong cái tiếng nói cực kỳ công tâm, đặc biệt Jimmy Huỳnh lên tiếng phản bác một số những cái thành phần cá nhân xuyên tạc vào công ty cổ phần Đại Nam cũng như là câu chuyện của CEO Nguyễn Phương Hằng. Còn về phía luật sư Trần Quốc Vũ thì chúng ta có thể thấy là một trong những luật sư tham gia tố tụng trong câu chuyện của tỉnh thất Bồng Lai, và cũng đã rất nhiều lần lên tiếng lên án những cái thành phần cá nhân nơi tỉnh thất Bồng Lai, đặc biệt là ông Lê Tùng Vân đã có những cái hành vi lừa đảo cũng như là lụm lô. Nhưng mà chúng ta được thấy đó, đối với hai cá nhân này, đó chính là luật sư Trần Quốc Vũ cũng như là thầy giáo Diêm Minh Huỳnh, là một trong những người có cái tiếng nói cực kỳ lớn trong sự kiện này, thì bị tấn công liên tục, và đặc biệt đó họ dùng mọi cách thức để mà tấn công, để nhằm đầu tiên là nhà hạ bệ cái uy tín, và kèm theo đó là xuyên tạc các cơ quan chức năng. Nếu nói về thầy giáo Jimmy Huỳnh thì như quý vị được biết đó, nếu như mà thầy giáo Jimmy Huỳnh đó không tham gia vào câu chuyện drama của CEO Nguyễn Phương Anh cũng như là không lên tiếng bảo vệ cho công ty cổ phần Đại Nam, thì chắc hẳn rằng Jimmy Huỳnh sẽ không bị những cái vấn đề pháp lý ngày hôm nay, thưa quý vị. Bởi vì sao? Bởi vì đâu đó người mà tố cáo Jimmy Huỳnh đó, thì Thanh Nguyên nhận được cái thông tin đó, đó chính là một trong những người fan cứng, fan cuồng của giới showbiz, và giữa Jimmy Huỳnh cũng như các nhân vật này đó quen biết khá là lâu, và giữa trong cái câu chuyện này cái số tiền nó cũng chẳng là bao nhiêu, và để cho cái đến cái mức độ là khởi tố hình sự và yêu cầu truy tố và kiện cáo làm lớn chuyện lên như vậy, mặc dù họ đã có những cái buổi đối chất, và sau đó thì thầy giáo Diêm Minh Huỳnh cũng đã có những cái khắc phục bồi thường thiệt hại, và phía bên mà người bị hại đó cũng đã làm những lá đơn bãi nại. Nhưng lúc đó chúng ta được biết đó thì cái sự việc này vẫn được làm to lên bởi các mặt báo như là báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là báo Sài Gòn Giải Phóng. Đặc biệt một trong những cái sự hả hê của các thế lực phía bên kia đó chính là cô Hằng Ni, rồi cho đến Thám Tử Cao và vân 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 vân, rất nhiều những cái cá nhân lên tiếng rồi nhằm mục đích hạ bệ uy tín. Nhưng mà chúng ta có thể thấy đó, cái mục đích cuối cùng của họ trong cái sự việc mà hạ bệ uy tín của Jimmy Huỳnh vẫn là CEO Nguyễn Phương Hằng. Bởi vì sao? Họ gán ghép cho Jimmy Huỳnh là một trong những người đã từng livestream bênh vực cho bà Nguyễn Phương Hằng, và chứng tỏ một điều rằng là những người mà bênh vực cho bà Nguyễn Phương Hằng là một trong những người lừa đảo, là một trong những người phạm tội, là trong những người không tốt. Đó là cái mục đích cuối cùng của họ trong cái sự việc mà nhằm hạ bệ uy tín của Jimmy Huỳnh. Cho chúng ta được thấy đó, cái mục đích của họ ở đằng sau nó chỉ không chỉ đơn giản là dừng lại ở cái mức độ đó, chính là hạ bệ uy tín và danh dự của Jimmy Huỳnh. Bởi vì đơn giản Jimmy Huỳnh đó là một trong những người lên tiếng cực kỳ mạnh mẽ với những cái tiếng nói công tâm, thu hút rất rất nhiều những cái khán giả yêu mến CEO Nguyễn Phương Hằng. Cho nên chúng ta được thấy là cái mục đích để mà khi tấn công sự việc này vẫn là bảo vệ cho những cái thành phần, những cái con người mà đã có thể nói là đánh mất đi cái danh dự uy tín, giống như cái câu chuyện của các ca nghệ sĩ, họ đã tự đánh mất đi những cái hình ảnh, chứ không phải là khi mà CEO Nguyễn Phương Hằng nói lên câu chuyện này thì họ mới mất đi hình ảnh và danh dự. CEO chị Nguyễn Phương Hằng chỉ nói lên những cái sự thật, những cái góc khuất bên cạnh những cái sự việc mà trong đó chúng ta có thể thấy là những cái câu chuyện hoàn toàn có thật, và đã được chứng minh qua rất là nhiều những cái sự việc như là Hoài Linh, rồi cho đến như là Đàm Vĩnh Hưng và vân vân. Những cái câu chuyện mà các nhân vật này không hề gọi là có những cái lời giải thích hợp lý đối với những người khán giả. Và ngày hôm nay đó, khi mà những người lên tiếng ủng hộ CEO Nguyễn Phương Hằng, mặc dù là cô hiện tại đang vướng vào vòng lao lý và cũng chưa biết cái kết quả cũng như là cái thông tin đến ngày mà hết thời hạn tạm giam thì sẽ như thế nào,
Nhưng trong đó quý vị có thể thấy là rất là nhiều người cũng đã gọi là yêu thương và ủng hộ cô. Và cái khi mà cô ở trong phía bên vòng lao lý đó, thì ở phía bên ngoài họ lại tiếp tục tấn công một số cá nhân có tiếng nói đang ủng hộ cho CEO Nguyễn Phương Anh, đó là Diêm Minh Huỳnh. Và như Thanh Quyền đã chia sẻ, nếu như trong cái sự việc mà của Diêm Minh Huỳnh, ông ấy không livestream cùng CEO Nguyễn Phương Anh cũng như không lên tiếng trong sự việc này, thì chắc chắn một điều rằng theo Thanh Quyền nghĩ rằng thầy giáo Diêm Minh Huỳnh sẽ không vướng vào những cái lùm xùm, những vấn đề pháp lý của ngày hôm nay. Đối với cái câu chuyện của luật sư Trần Quốc Vũ thì cũng na ná và tương tự cũng như vậy thưa quý vị, và cũng lộ rõ những cái mục đích và thế lực đằng sau, không phải đơn giản chỉ là công kích vào luật sư Trần Quốc Vũ, mà đâu đó chúng ta thấy đó, cái mục đích của họ vẫn là lấp liếm và che đậy đi những cái xấu và ủng hộ bênh vực cho những cái con người lừa đảo, đó chính là ông Lê Tùng Vân cũng như là Thiền Am bên Bộ Vũ trụ. Còn mục đích đằng xa hơn nữa, nó lợi dụng câu chuyện này để mà xuyên tạc vào đảng và nhà nước, vào chế độ của chúng ta. Vừa qua câu chuyện mà của luật sư Trần Quốc Vũ đang được bàn tán xôn xao trên nền tảng mạng xã hội, một số những cái cá nhân như là Thanh Trần, như là những cái kênh YouTube bênh vực cho Thiền Am Bộ Trụ liên tục đưa ra cái nguồn thông tin liên quan đến câu chuyện mà luật sư Trần Quốc Vũ với một cô gái tại nơi Tỉnh Thất Bồng Lai, đó là cô Trâm, có cái pháp danh đó chính là Trương Ngọc Xuân thì phải. Thì quý vị có thể được biết ra, mặc dù cái sự việc này cũng đã được cơ quan chức năng xử lý và tạm đình chỉ điều tra. Tạm đình chỉ có nghĩa là không đủ cái thông tin cũng như cái chứng cứ để mà có thể mà tiếp tục điều tra hoặc là khởi tố. Thì cơ quan chức năng đã tạm đình chỉ điều tra, nhưng họ đã muốn mang câu chuyện này lại để mà khơi lại và nhằm hạ bệ uy tín danh dự của Trần Quốc Vũ. Thì chúng ta có thể thấy là cái câu chuyện đó của Tỉnh Thất Bồng Lai họ vi phạm vào điều luật 331 thì nó cũng chẳng có liên quan gì đến cái câu chuyện cá nhân của một cô gái ở trong Tỉnh Thất Bồng Lai với luật sư Trần Quốc Vũ, và hai câu chuyện này nó hoàn toàn tách riêng biệt chứ không hề liên quan, bởi vì những người phạm tội không phải là cái cô gái này, cũng như là cái câu chuyện này đó, luật sư Trần Quốc Vũ bị kiện tụng thì nó cũng không liên quan gì đến cái phiên tòa xét xử sơ thẩm hay cho đến phúc thẩm của các cá nhân của nơi Tỉnh Thất Bồng Lai, nhưng họ luôn muốn khơi nguồn cái câu chuyện này để mục đích đó chính là tấn công vào luật sư Trần Quốc Vũ và làm cái tiền đề gọi là tâm lý trước khi mà bước ra cái phiên tòa phúc thẩm cũng như là sơ thẩm thưa quý vị. Nhưng mà cái mục đích đó còn to lớn hơn ở đằng sau mà Thanh Nguyên muốn chia sẻ gửi đến cô chú chị, thì chúng ta thấy rằng á, khoảng thời gian gần đây một số những cái cá nhân bênh vực cho Tỉnh Thất Bồng Lai, đặc biệt kể chúng ta có thể nói đến kể cả những luật sư phía Thiền Am bên Bộ Vũ trụ, họ đang dùng mọi cái cách thức, đặc biệt cái cách thức họ đang dùng đó chính là xuyên tạc cả cơ quan chức năng và xuyên tạc đảng và nhà nước, cho rằng Việt Nam là một đất nước không có nhân quyền. Bằng chứng thì mới đây đó, bên phía những ký luật sư bên phía Thiền Am Bộ trụ lên một cái đoạn video clip đó có cái tiêu đề khá là nóng nha quý vị. Tiêu đề của nhật ký luật sư với cái tiêu đề như thế này mà Thanh Nguyên gửi cho cô chú anh chị, liên quan đến câu chuyện mà nhân quyền. Một trong những người luật sư nhưng mà họ lại sử dụng một cái tiêu đề, đó chính là nhân quyền và bê quyền. Bê quyền có nghĩa đây là bò quyền đó thưa cô chú anh chị. Thì chúng ta có thể nghe đến cái hai từ này thì chúng ta hiểu được các luật sư này đang muốn nói đến điều gì. Thì khi mà họ cho rằng cái câu chuyện của Trương Ngọc Xuân tại sao không được cơ quan chức năng xử lý, mà cái câu chuyện của Thượng tọa Thích Nhật Từ thì lại được cơ quan chức năng đó là xử lý mạnh mẽ đến như vậy, và họ lại cho rằng những cái vấn đề mà của các bị can nơi Tỉnh Thất Bồng Lai liên quan đến hình Phật giáo là vô lý, không có căn cứ, và đất nước Việt Nam là một đất nước gọi là không có nhân quyền, đàn áp tôn giáo. Thì đây không phải là cái một trong những cái câu chuyện mà đơn giản chỉ là xúc phạm vào một cá nhân hay một tôn giáo nữa, thưa cô chú chị. Đến thời điểm hiện tại thì chúng ta có thể khẳng định rằng mục đích to lớn ở đằng sau tất cả những cái câu chuyện tấn công một số cá nhân như là các em YouTube cho đến luật sư Trần Quốc Vũ hay là luật sư Vlog và những người tố cáo thì ngành bộ trụ, mục đích của họ đó chính là bảo vệ cho cái xấu, bảo vệ cho cái ác bên vực Tỉnh Thất Bồng Lai, và để giúp cho các thành phần tổ chức ở nước ngoài, đặc biệt là thế lực thù địch, họ công kích xuyên tạc vào đảng và nhà nước chúng ta. Chúng ta có thể thấy rõ qua những ngôn ngữ
cái ngôn từ của các cá nhân lên Tỉnh Thất Bồng Lai. Họ đến thời điểm hiện tại thì họ vẫn đang rất tự tin rằng là họ vẫn tiếp tục kháng cáo và họ hoàn toàn vô tội. Tại sao họ lại không có cái ý định gọi là không có cái ước muốn được là giảm nhẹ hình phạt, thưa quý vị? Và Thanh Nguyên còn dự đoán một cái điều xa hơn, biết đâu họ lại mong muốn là đại bị kịch khung, càng gọi là kịch khung thì càng tốt, và tăng các tình tiết này lên và giúp đỡ cho họ sau này để có thể gọi là được tị nạn ở một nơi nào đó bên phía thành phần nước ngoài, thì nó còn sâu xa hơn nữa, thưa cô chú chị. Đối riêng với ông Lê Tùng Vân đó thì với độ tuổi ông ấy thì cũng chẳng còn có thể mà sống được bao lâu, nhưng đối riêng với một số những các cá nhân nơi Tỉnh Thất Bồng Lai thì họ còn rất trẻ, thưa quý vị. Và nếu như không xử lý triệt để với những cái tội danh liên quan đến như là loạn luân cũng như là lừa đảo, thì đây là một trong những cái ổ có thể nói là cực kỳ nguy hiểm cho xã hội, và đặc biệt là nguy hiểm đến cái công tác mà quản lý trật tự của Long An, và nó nguy hiểm rất rất nhiều đến cái nền an ninh trật tự của nước nhà. Quý vị có thể thấy rằng là với cái hơi hướng của một số những cái cá nhân này, Tỉnh Thất Bồng Lai này rồi, họ từng khẳng định phản động nói đúng thì nói thì họ cũng nghe thôi. Thì của chúng chị chúng ta để thấy là họ đã có thể nói là có những cái vấn đề, cái tư tưởng của họ trong cái câu chuyện này rồi. Và ngày hôm nay họ mang cả câu chuyện của Diễm My để mà lên rồi tố cáo cơ quan chức năng, tố cáo cha mẹ của mình, nhưng mà không được cơ quan chức năng xử lý. Họ nói rằng đây là một trong những điều không có nhân quyền, và cơ quan an ninh tỉnh Long An đang ép bức người dân, ép bức những cái người tu hành. Đây thì là một cái điều mà có thể thấy là thế lực thù địch họ rất là thích mang vào để mà họ lên tiếng. Và cái điều đặc biệt đó thì nghe đâu đó một trong những người Tỉnh Thất Bồng Lai đã rất nhiều lần, chứ không phải là một lần đầu tiên nha, rất nhiều lần cầu cứu một số những cái thành phần tổ chức nước ngoài, đặc biệt là gần đây họ lên một trong những cái đài Á Châu Tự Do để mà chia sẻ rồi xuyên tạc cả cơ quan chức năng. Thì đây là một trong những cái động thái quá rõ ràng rồi, và cái thông tin rằng họ muốn sang định cư cũng như là tị nạn nào đó một nước ngoài, đặc biệt là nước Mỹ, thì rất có khả năng là đây là một trong những cái chi tiết mà ngày hôm nay họ quyết định gọi là kháng cáo một cách mạnh mẽ, thậm chí là chửi cả cơ quan chức năng trong bản kháng cáo, chứ không phải là một trong những cái bản kháng cáo mong muốn được giảm nhẹ hình phạt, thưa quý vị. Nhưng mà bản kháng cáo này mong muốn là tuyên bố gọi là vô tội và trắng án, là một điều cực kỳ vô lý với những cái hành vi của các cá nhân nơi Tỉnh Thất Bồng Lai. Vậy thì họ có hiểu rằng đó, nếu như kháng cáo một cách trắng trợn như vậy thì rất có khả năng nói về các cá nhân nơi Tỉnh Thất Bồng Lai đi, chứ đừng nói đến ông Lê Tùng Vân, thì ông ấy đã 90 tuổi rồi, thì cái khả năng gọi là ông ấy kháng cáo thành công cũng rất là thấp. Nhưng đối với các cá nhân nơi Tỉnh Thất Bồng Lai thì còn lại thì họ rất là trẻ, và cái việc kháng cáo này chắc chắn rằng họ cũng sẽ biết rằng là mình kháng cáo như vậy thì rất khả năng mình sẽ gọi là bị tội và trọng thêm tội với những cái tội danh khác vẫn còn đang phục hồi điều tra nữa. Nhưng mà họ vẫn cố tình để làm tất cả những cái điều này, cái mục đích của họ sau cùng vẫn là xuyên tạc đảng và nhà nước và chế độ, thưa cô chú anh chị. Và cái mục đích của xa hơn đó chính là họ chuyển thành một tù nhân, gọi là một tù nhân chính trị nào đó, để có được tị nạn bên phía giống như những cái câu chuyện của các nhân vật như là Trương Quốc Huy, Nam Quang Tiến Dũng, vân vân. Chúng ta có thể thấy một sự giúp sức cực kỳ mạnh mẽ trong thời điểm hiện tại, trong những giai đoạn nước rút, và đâu đó một số thành phần đã trở về nước, như là một trong những cái nhân vật có mối quan hệ đặc biệt với ông Lê Tùng Vân đã trở về nước với trong cái động thái liên quan đến những đứa trẻ cũng như người phụ nữ, những người phụ nữ nơi Tỉnh Thất Bồng Lai này. Thì cho chúng ta được thấy đó, đằng sau những câu chuyện tấn công các vị luật sư, các người có tiếng nói trong câu chuyện của Rama CEO Nguyễn Phương Hằng, cũng như là những cái vấn đề liên quan đến các cá nhân nơi Tỉnh Thất Bồng Lai, thì chúng ta thấy một trong những âm mưu cực kỳ lớn trong cái sự việc mà họ đã dàn cảnh cũng như là sắp đặt từ trước. Riêng đối với câu chuyện CEO Nguyễn Phương Hằng thì đó là một trong những điều mà hạ bệ danh dự cũng như uy tín, khi cho rằng là những người như là CEO Nguyễn Phương Hằng đều là quen biết những cái thành phần gọi là tội phạm, những thành phần không tốt, như vậy đã khiến bà ta cũng không tốt theo. Còn câu chuyện của Tỉnh Thất Bồng Lai thì sao? Thì đó là một trong những cái câu chuyện mà các thành phần thế lực thù địch đặt âm mưu đằng sau cực kỳ mạnh mẽ. Các nhân vật được tự xưng là chúng tôi đứng lên để bảo vệ quyền dân chủ, nhưng đâu đó là một âm mưu cực kỳ lớn đằng sau. Và chúng ta luôn tin rằng các cơ quan chức năng, đặc biệt là cơ quan cảnh sát điều tra cũng như là cảnh sát Việt Nam của chúng ta sẽ luôn sáng suốt
và sẽ điều tra làm rõ, xử lý triệt để các một số thành phần này, đặc biệt là những cái thành phần gọi là đứng đằng sau lưng của tỉnh Thất Bồng Lai. Vâng, xin được cảm ơn tất cả quý vị, các chú chị đã xem cũng như là đã ủng hộ kênh của Thanh Nguyên trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Không biết rằng với những cái thông tin này thì quý vị, cô chú chị có đồng quan điểm với Thanh Nguyên với những cái ý kiến ngày hôm nay hay là không? Mong rằng quý vị hãy để lại ý kiến của mình dưới phần video để riêng bản thân Thanh Nguyên có được tham khảo hơn trong sự việc này. Xin cảm ơn cũng như hẹn gặp lại tất cả quý vị, các cô chú chị trong những video mới và chủ đề mới tiếp theo. Xin chào. Vâng, ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu đến tất cả quý vị một cái sản phẩm, đó chính là mật ong rừng nguyên chất 100% thiên nhiên. Như quý vị được biết thì mật ong nó có rất là nhiều những cái công dụng, như là làm đẹp cho đến là những cái vấn đề chăm sóc sức khỏe. Nó phù hợp cho mọi độ tuổi, từ lớn đến bé, từ trẻ em thì từ 1 tuổi trở lên sử dụng rất là tốt. Thì nếu như quý vị khán giả nào cần thì hãy liên hệ inbox qua cái số Zalo của em ghim trên màn hình. Đây là mật ong rừng nguyên chất thiên nhiên 100%, bao xài bao thử, miễn phí ship toàn quốc. Mong rằng quý vị cô chú hãy ủng hộ cho mật ong rừng nguyên chất. Xin cảm ơn.